kêu. Đây 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 đây. À đây, đéo rồi, ra đầu rồi. Ra cái đầu rồi. Lại một con dê đen xì đen sũ nữa các bạn này. Đây 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 đây. Đây. Một con dê đầu tiên. Hy vọng là sẽ có con dê nữa. Đây 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 các bạn. Đây. Wow. Xin chào bé dê mới, thành viên mới của gia đình. Lại cố được cái thằng nữa. Cảm ơn thằng. Chào em về với đội của anh nhá. Thằng hay là thằng thầy cô. Này. Này cho miếng rồi đi chơi nhá. Ui ui tí nữa thì đổ bát. Rồi đi chơi đi. Ăn xong rồi đi chơi đâu, rơi đâu rồi. Đây này, ở trong bát đây này. Đây ti. Ti. Này, đấy, rồi đi chơi đi. Đi đi, đi đi. Đi đi. Cuộc tình di vang đã trôi đi vào quên là kỷ niệm cũng chỉ là cơn gió mơ hồ. Cơn gió hay là cơn sóng mơ hồ nhỉ? Mình chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây là một bát dế mình vừa cắt xong để cho vào đây cho cái con chim nó lấy mồi, nó bón cho con nó. Ngày nào cũng vậy, phải hai lần thì là mình cắt dế rồi là mang vào đây cho chim mẹ nó bón này. Cái con chim chào mào ở trong này của mình thì là nó ăn dế tốt lắm. Nó không chỉ ăn dế đâu mà nó ăn cả sâu quy để nó gắp bón mồi cho con. Thì hôm nay mình sẽ thăm cho các bạn xem nhé. Chắc là mai mình sẽ bắt ra nuôi rồi. À, lứa này của mình, cái đàn chào mào này ấy, là nó vẫn đẻ ra cái con màu đen. Và nó chỉ được có hai con thôi. Một quả trứng thì hỏng mất rồi. Để mình vén này lên cho các bạn nhìn nó dễ này. Đấy, wow, chúng nó đang ngủ này. Nhìn đẹp không? Cái lứa này của mình thì là mình cho chú Tuấn một con các bạn ạ. Các bạn chắc còn nhớ chú Tuấn chứ. Chú Tuấn mà vẫn hộ mình về cái vụ chim chim đại bàng ấy. Chú đấy có kinh nghiệm về chim săn cho nên là chú đấy biết cách buộc chân này, rồi là giúp đỡ mình trong cái thời gian đầu khi nhận đại bàng Đông Hoàng Đế và những cái con chim đại bàng sau này nữa. Cho nên là mình muốn là tặng chú một con này. Chú có hỏi mua của mình nhưng mà mình bảo thế thôi thì cháu tặng chú một con. Và còn một con này nữa thì mình để lại xong mình bán, rồi là mình sẽ lấy tiền để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này. Mình sẽ bán, mình lấy tiền rút lợi. Thế là đàn chào mào này của mình là mình không bỏ ra được một đồng nào để mua cám. Không sao, đó là cái việc tự nguyện của mình mà. Bởi vì là mình vẫn bảo với các bạn rồi đấy, chim chào mào hàng gen bạch với lại chào mào bạch ấy, thì là mình cũng một phần nuôi để cho nó vui. Với lại bán lại chỉ cần đủ tiền để mà nuôi cám cho các con vật khác thôi. Còn lại mà mình dư giả ra thì mình đều dành đút nợ để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn trước cái đã. Đấy, thì đàn này là mình tặng chú Tuấn một con này. Và một con thì là sau mình bán được bao nhiêu mình lại đút nợ. Coi như là đàn này là mình không tính. Lại chờ đàn sau được chim chào mào mơ thì tốt nhé. À, lứa này tuy là nó không có mơ nhưng mà chân nó cũng vẫn trắng các bạn. Chân trắng đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, con cho chú Tuấn là chân cũng khá trắng đẹp. Nó nhỏ hơn thôi nhưng mà chân cũng trắng. Còn con này thì là nó to hơn, chân nó cũng trắng nhưng mà hình như cái con này để mình xem nào. À, cái con này cũng trắng này. Cũng trắng mà. Rồi, nói chung là cả hai con cùng đẹp nhưng mà con ở trước thì là nó to hơn. Đấy. Thế nhá, bây giờ thì mình đi ra để cho con chim bố mẹ nó vào nó lấy mồi bón cho con nó. Ây, thế mà dê đẻ thật đây. Chào mãi hôm nay cuối cùng nó cũng đẻ các bạn ạ. À, hôm nay mình nhìn thấy con dê mà nó bụng nó to hơn mọi hôm, cũng khá nhiều, cái lầm sữa thì nó xa hơn đặc biệt. Và nó kêu từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng đã chờ đến lúc nó đẻ rồi. À, dê đẻ này mình đã được xem một lần rồi nhưng mà nó kiểu nó chưa cận cảnh ấy. Hôm nay nếu mà xem thì mình sẽ được xem từ đầu đến cuối đấy. À, hy vọng là cái bụng to này, lứa dê này nó đẻ cho mình được hai con thì đẹp. Đây đây đây, đây. Khả năng hai con thật. Mà cái con dê này của mình không hiểu kiểu gì mà tại sao cái bộ lầm sữa nó khủng khiếp thật chứ nhỉ. Cái lầm này lần này là đẻ ra là phải vắt này. Bởi vì là con dê con ấy mới đẻ ra nó chửa bú được. Với lại nó có bú được thì nó cũng không bú nhiều lắm. Lần nào cũng thế phải vắt. Nhưng con này thì sữa nó nhiều hơn những con khác. Đau ấy, nó kêu ầm ĩ từ lễn giờ. Đấy, cái chân nó đang bới đấy. Khả năng phải lấy thêm tí rơm mẹ nhỉ. Không, nó có rơm, kiểu nó nằm vào nó kích thích đẻ ấy. Mình phải ra lấy tí rơm. Cái rơm thì là nó sẽ nót tổ cho cái con dê. Thứ nhất là nót tổ, để thứ hai nữa là nó quấn những cái bẩn thỉu con dê nó tiết ra ấy. Với lại nó nhìn thấy rơm nó nằm là nó cũng kích thích đẻ hơn ấy. Đấy.
Wow, hợp lý chưa? Nhà mình tích được cái đống rơm này cũng hay. Năm tới này mình lại phải tích thêm một đống nữa. Bởi vì là đống rơm nữa là mình sẽ dựng ở chỗ cái nhà cổ. Và thứ hai nữa là mình còn lấy rơm để mà còn đấy nữa chứ, chát vách nữa chứ, trộn bùn chát vách ấy. Kêu. Đây. À đây, đéo rồi, ra đầu rồi. Ra cái đầu rồi. Lại một con dê đen xì đen sữa nữa các bạn này. Đây. À, một con dê đầu tiên. Hy vọng là sẽ có con dê nữa. Đây các bạn. Đây. Wow. Xin chào bé dê mới, thành viên mới của gia đình. Thằng chào em về với đội của anh nhá. Thằng này đực. Đẹp đấy. Cái đàn trước đẻ hai con cái, đàn này đẻ được con đực rồi đẹp. Con này lại đẻ lại con ấy mà. Ngon. Lần trước nó đẻ cái. Để chúng ta cùng chờ đợi xem liệu nó có đẻ thêm một con nữa không các bạn nhé. Đấy, có một số đoạn nó dính cái máu cho nên là mình phải tránh máy quay đi một chút, không thể quay hết được. Đấy, bố đậy cho con cái rẻ vào người con dê để cho nó nấp cái máu lên con quay cả. Thế đấy. Đấy. Hôm nay được xem cận cảnh dê đẻ nhá. Mẹ nó đang nếm đấy, cái bản năng của loài vật nó thế mà. Như người mình chỉ còn nau được, nhưng nó có biết nau đâu, chỉ có cách là nếm thôi. Đấy. Nhiều con vật nó đẻ ra nó còn tự ăn rau của mình ấy. Cái rau là cái dây ở mình gọi là dây rốn đấy, nhau thai đấy. Nhưng có con thì nó không ăn rau. Căng này sao mình phải bắt chứ. Nó bú được cái là sao nó lại nép quẹp mà. Bú được. Sao nó bú được mà? Nó bú được sau cái nào cái bú nó bé tẹo tẹo. ba con dê con, hy vọng là được con nữa. Đấy, nó vẫn đau rồi. Nó vẫn đau, khả năng đẻ con nữa thật. Đây, nó giận con nữa thật các bạn ạ. Bố bảo nó giận con nữa thật. Ai. Con nữa thì đẹp. À, con nữa rồi. Lại đẻ sinh nôi nữa các bạn ạ. Có một số cảnh nó hơi phản cảm thì mình quay nó lấp đi chút các bạn nhé. Các bạn xem thì nó sẽ bị thiếu một số đoạn thì các bạn hơi tức mắt, nhưng mà phải thông cảm giúp mình vì chính sách của YouTube và mạng xã hội ấy, cho nên mình phải giấu bớt đi. Đây, hai con, nhìn thấy hai con rồi. Ấy lại ba con thì chết. Nó vẫn ở trong bụng nó thì chưa biết là ba. Dê đẻ cho nên là mọi người đang có hức xem. Có mẹ nữa và anh họa sĩ. Với lại có cả chú Ngữ hàng xóm. Chú Ngữ hôm nay chở vật tư cho mình để sau mình lấy vật tư để dựng nhà cổ. Đấy. Trong lúc mà chở dê đẻ thì mấy các bạn vòng ra ngoài này. Đây, bác cho em đi nhờ phát. Hôm nay thì mình đã chở cát rồi các bạn. Đây, xe cát là chắc là một xe cát này là đủ thôi. Còn sau đổ lèn thì sau mình tính thêm. Đổ lèn thì hết bao nhiêu sau mình mua thêm nữa. Còn đây là để xây tạm thời thế này thôi. Đường ở vệ đê cho nên mình không dám mua nhiều. Mua nhiều mình phải chở vào trong kia ngay, không thể để đây được. Cho nên cứ mua, chở đến đâu thì mua đến đấy. Nó nằm nào nó đẻ tiếp ấy. Nằm ra. Nó đang giận đấy. Cơn này là giận là được đấy. Cố lên, rồi, ok, lại được một con nữa. Bố xem được cái cái nào, khả năng là được kỹ. Lại được nữa, à, con này chim đen. Bố đâu có con cái ấy, người nó đi, đấy, để con quay cho nó phải. Giờ động có con nó là nó cắn đấy con. Đây. Đấy, mình nhường nó lành thế nhưng mà giờ đẻ cái nó giữ ngay các bạn. À, đây là con dê thứ hai này, nó là một con dê đực nữa. Cái bụng của con dê mẹ thì nép rồi, chắc là chỉ đẻ được hai con thôi các bạn. Hai con là đủ rồi, chứ nhiều quá nuôi con mẹ nó cũng vất. Với lại cái thời gian đầu ấy là nó khó bú, mình với mẹ với bố là phải bón cho nó bú, cho nên là
ba con là khá vất, hai con là đẹp lắm rồi. Hai con đực cộng với hai con cái cũ thành bốn con đực cái. Ai xa ngon. Rồi bây giờ chờ nó khô lông và tẹo nó đứng thì sau mình ghi hình tiếp cho bạn xem nhé. Con mẹ nó đang chăm chú liếm. Liếm như này mới nhanh thôi. Hai con cái ăn cỏ rồi chú ạ. Bán được rồi. Pi pi pi. Pi pi pi. Vậy là sau 2 tiếng đồng hồ, dê con cũng đã đứng được và người cũng đã khô. Các bạn nhìn này nó có đẹp trai không? Ê, đây là hình ảnh con dê con của mình. Đây con nữa này. À, đã bắt đầu nghịch rồi đấy. Rất chỉ là ngoan. Bé này nó đã biết sợ người đâu, cho nên là ngoan lắm. Với lại cả dê nhà mình nuôi lớn nó cũng không có sợ người đâu. Bởi vì là như các bạn biết ấy, dê nhà mình lúc mới đẻ ra là nó không có bú được. Là mình toàn phải vắt sữa mẹ rồi là bón cho nó, cho nên là nó cũng thuần hơn khối. Mẹ đằng sau mà. Ngoan lắm, hai em dê được cực kỳ xinh trai. À, cái bầu sữa con mẹ nó thì mình cũng đã vắt đi rồi. Giờ nó nhỏ như này các bạn này. Nhưng mà dê con nó vẫn chưa bú được, bao giờ là nó phải nhỏ hơn chút nữa. Với lại con dê con nó phải cứng cáp hẳn ấy, phải 2 ngày hoặc 3 ngày thì nó mới bú được. Đây, cái bầu sữa của nó bình thường là to lắm, nhưng mình vắt đi giờ nó chỉ còn nhỏ như này thôi. À, cái lứa trước nhà mình được 2 con dê cái ấy, thì là nó cũng lớn rồi, biết ăn cỏ rồi. Thì là hôm nay anh Sự trưởng thôn ấy, anh ấy có xuống là muốn mua lại của mình một bé dê cái các bạn ạ. Chú cứ chọn cho anh một con nào nó hiền lành là được. Hiền lành. Dê của em thì con nào nó cũng hiền, quan trọng là bác thích con nào thôi. Nó cứ hiền như anh là được. À đấy, các bạn biết dê của mình thì mới đẻ được thêm 2 con, thì còn 2 con của đàn trước đây này. 2 con đàn trước thì là nó cũng đã biết đằng ăn cỏ rồi và là nó vẫn chưa cai sữa mẹ. Thế nhưng mà hôm nay có anh Sự trưởng thôn, anh ấy bảo là anh muốn mua một bé dê về để mà làm bạn về lại làm thú cưng. Thì mình đang gạ anh Sự bảo là hay anh bắt cả 2 con đi cho nó vui. Thế nhưng anh Sự bảo là thôi, anh bắt 1 con thôi về nó làm bạn với anh, như 2 con thì nó lại làm bạn với nhau mất. Đấy, thì để bây giờ mình bắt cho anh Sự một con dê cái nhé các bạn nhé. Bởi vì chuồng của mình nó cũng chật ấy, thì nó đẻ nhiều thì mình cũng nên là bán bớt đi. Đấy, còn cái con dê mà mình vẫn bảo là để sau năm mai bán đi rồi là lấy kinh phí giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thì là cái con dê này này mình vẫn để lại đây này. Đấy, còn những con dê con kia thì bây giờ là để bắt cho anh Sự đã. Mày thích cãi nhau không? dê bán lại được đi ô tô không ạ? Mình cũng bảo với các bạn từ trước rồi ấy. Ở đây có chỗ này đường này. Nếu mà cẩn thận thì bác ngồi đấy ôm nó cũng được. Đấy. Bác về bác chơi với nó nhiều rồi, sao nó ngoan như chó ấy mà. Nhưng mà có một cái khuyến cáo dành cho bác nhé. Là đừng thả nó ra khi mà không có người ở cạnh, nó phá hết mọi thứ. Nó phá ghê lắm. Rồi. Ở trong đấy nhé, mẹ chào bác. Thôi vâng. Anh về luôn nhé. Dạ vâng. Mình cũng bảo với các bạn rồi đấy. Bán dê cho mọi người về luôn làm cảnh thì là mình thích lắm. Còn bán dê thịt thì từ trước giờ là mình không có bán. Còn về sau này người ta nuôi, người ta làm gì thì cái việc người ta. Nhưng mà trước tiên ấy là mình bán là để cho các bạn về làm cảnh đã. Còn sau này nó ốm yếu mà bắt buộc phải thịt thì cái đó là cái việc đấy, mà của người ta làm. Vâng, em cũng vậy mà. Còn trừ ra những con gà con qué này phải thịt thì vẫn phải thịt. Những con gì mà mình chăm sóc nó từ nhỏ thì mình cũng không muốn thịt. Hòa hẳn chân lên đây rồi. Đấy, dọa nó là nó ngồi xuống dưới là nó im rồi. Vừa chia tay anh Sự trưởng thôn thì mình vòng vào trong AV này. Hôm nay ở miền Bắc mình chờ nó lại mưa mau hơn. Thế nhưng mà không sao, cái tổ con chim cu Pháp này ở đây thì là nó được cái mái nó che rồi này. Đấy, mình ở đây có một cái mái tôn để che cho cái con chim trong này nó không bị mưa nếu như mà nó làm tổ. Nhưng mà có một cái tổ chim này thì mình hơi lo lắng một chút. Đây, cái tổ trào màu trên đỉnh ngọn cây này này. Nó nằm ở giữa ngoài trời, nó không nằm ở trong cái phần mà mình che. Nhưng mà nó lại cao quá. Bình thường ấy, nếu như ở ngoài tự nhiên thì cái tổ này không phải lo đâu. Thế nhưng mà vì nó ở trong AV. Mà AV này của mình thì ở ngay chỗ cái cửa ra vào này này.
Hôm nay là ngày chủ nhật, các cháu và mọi người tới nhà mình đông quá, mà mọi người thì lại gần đây ấy vào thăm, cho nên là làm cho con chim mới sợ. Nó cứ vào tổ rồi nó lại nhảy ra liên tục thì khả năng là cái tổ này nó hỏng mất các bạn ạ. Khả năng hỏng mất. Đấy, đó là lý do mà tại sao mình vẫn bảo các bạn rồi. Thì mùa chim sinh sản này tạm thời cho mình ngừng đón khách để sau hết mùa chim sinh sản để sau mình đón mọi người tới sau. Bây giờ thì để mà cẩn thận hơn ấy, không biết nó có bỏ hay không, mình sẽ lấy một cái tấm baro mình che lên đỉnh đấy để tránh mưa cho nó. Ví dụ như là mình có làm việc gì mà nó động ấy thì là nó bay ra thì mưa nó vào nó không bị ướt cái tổ của nó. Cái tổ này không khéo là nó bỏ thật rồi các bạn ạ. Đây, mình thấy ướt lắm. Cái tổ nó làm ở ngay đây thế này. Đây, cái miệng nó ngẩng lên trời này. Ướt hết rồi. Thế thì thôi được rồi, mình cứ cố giữ đi. May thì được, không thì thôi. Mình sẽ cho cả một cái thuyền thúng lên đây. Cái thuyền thúng này thì nó rỗng ở giữa, mình úp được vào cái ngọn lá này, mình không phải vặt cái lá này đi. Với lại nó cách nhiệt ấy, thì mùa hè nếu mà lắng xuống nó không nóng. Nó hơi xấu tí, hơi cồng kềnh một tí, nhưng mà đành phải chấp nhận. Chỉ có cách này thôi thì mình mới lại tránh mưa cho cái tổ chim kia được. Và là may ra thì nó không bỏ. Đây, mình sẽ đẩy cái này thêm về bên kia một chút nữa để cho nó che hẳn cái tổ nó kín này. Đấy, thế là cái tổ bây giờ nằm giữa trong cái thúng rồi. Rồi, mình sẽ chẳng buộc lại cái thúng rồi là sau mình đi ra để cho con chim nó khỏi sợ. Miền Bắc quê mình, cái thời tiết nó buồn cười lạ nhá. Lúc rét thì rét khủng khiếp luôn, mà lúc nóng thì nóng ghê người. Mà cái lúc nào mưa thì nó mưa cái tầm tã từ sáng cho tới trưa, tới chiều mà nó mưa cả đêm. Đấy, thế mới lạ như này. Hôm nay nếu như thời tiết mà nắng ấy thì anh họa sĩ anh xuống vẽ cho mình là cũng coi gần xong cái bức này rồi đấy các bạn. Còn thiếu người, trâu bò và một số những cái mình gọi là gì, những con động vật mà mình muốn thêm ở đây thôi. Nó cũng không còn quá nhiều việc nữa. Thì nhưng mình cũng chia sẻ với các bạn rồi đấy, anh thì cũng bận công việc dạy học này, rồi là cũng phải phụ thuộc theo thời tiết. Và cái thứ hai nữa là anh vẽ cho mình rất chi tiết và đẹp, cho nên là nó lâu. Nhưng mà đấy, thời tiết nó có ủng hộ đâu. Nó mà ủng hộ anh em mình nhá, thì để cho anh ấy ngồi vẽ gần như là được cả ngày ấy, anh không bận việc gì nữa thì cái bức này của mình là xong lâu rồi đấy. Nhưng mà như thế này thì mình mới có thời gian để mà chia sẻ cho các bạn nhiều video đúng không. Và là mỗi một hôm chia sẻ các bạn thì nó lại có thêm một cái điểm khác. Đây, phải nói là nhìn cái góc này các bạn này. Ấy, bạn nào mà có thể là lấy điện thoại ra chụp màn hình cái cảnh này vào làm hình nền điện thoại đẹp mà. Ui, đây mình sẽ căn cái góc này này. Ui, nó đẹp thực sự luôn, mình nhìn thích lắm. Cái cảnh sân vườn rồi là đồng quê các thứ. Ấy. Hôm nay là ngày chủ nhật, trời nó lại không nắng, nó lại mưa. Mai thì lại vào thứ hai rồi, anh lại bận đi dạy học. Chắc là phải mấy bữa nữa đấy các bạn. Xong bức này, xong anh sang bức bên kia. Đấy. À đây, gió về, trẻ con lại thả diều rồi. Bây giờ thì chắc là mình xin phép các bạn là kết thúc video ở đây để lên cái video gửi tới các bạn buổi tối nhá. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Lái đường, à quên lái xe, tập trung vào đường em. Chào em.